thưởng thức các tiết mục văn nghệ. Mở đầu chương trình văn nghệ hôm nay là tiết mục múa đến từ lớp 3 tuổi với tiết mục mở màn. Đó là bài múa Mẹ ơi có biết của các bé. Xin chúng ta cho các cháu một tràng vỗ tay thật to để cổ vũ tiếp thôi ạ. Chương trình